Trời ơi, hít đất kiểu này là coi như thường thôi. Nhìn tôi hít đất nè. Lượng trăm cá nha em. Em làm gì vậy? Em làm cho Minh Xu. Em hít đất đó. Khỏe vậy sợ luôn hít đất vậy. Chị hai người đây đang làm gì chị? Một bên là hít đất, còn một bên y như lại em điện thằng Tài. Trời ơi, em hít đất đó. Không có thiệt, nhìn cái tướng em thấy cưng lắm. Cái đòn Phú Hồng Vinh nó dài, hiểu không? Nó hít đất thôi là tần số ra không? Trời ơi, thôi nhá vô đây liền. Dâu dâu bớt đi. Còn em bên đây coi, bên đây coi. Không, em sẽ có cái gì. Ngắn ngủn vậy à. Ủa nhưng mà em không hiểu lý do tại sao mà hai anh ra, một người hít đất, một người lại ông địa vậy? Anh tập theo anh Vinh. Còn anh là anh ra, hồi nãy anh nghe tiết lộ hôm nay hai cô rất là xinh. Mà hai cô gái này rất thích những người đàn ông mà khỏe mạnh tập thể thao nữa. Cho nên mình ra mình hơi show up tí xíu rồi. Đó, bên đây mình cũng phải kiếm đúng không? Bên đây người ta cũng đang ở không. Dạ, còn bên đây mất gì kiếm. Bên đây thì cũng ở không. Ở không rồi, ở nơi đang tập thể dục quá hả? Dạ, em đang tập thể dục đó. Tập thể dục quá hả? Em bỏ cái tập thể dục. Trời, em bỏ bóp đi em, để cho thể dục thể thao người ta đi lên. Ủa vậy hả? Thật sự ra có rất là nhiều cái app để tập thể dục. Chắc là em phải học theo anh Vinh đó, để cho mình nên nở nang hơn. Nhưng mà bây giờ nè, cái ghế bên kia này trống sao? Không, dạ không gì. Ai vậy? Dạ. Em kiếm mấy người trẻ đồ tới nha, tập thể thao đồ nha em. Chính xác. Trẻ bụng thon sáu múi để chặt Vinh giùm chị. Đây, trước mắt là một cô gái rất thể thao. Xin được giới thiệu diễn viên Kim Tuyến. Thấy chưa? Chị thấy chưa? Chị thấy chưa? Luôn. Bận đồ thể thao cho cô. Em luôn phải tập chứ. Luôn. Không, nhưng mà cái quan điểm của em á, trong một mối quan hệ á, thì người đàn ông phải sức khỏe là bắt buộc. Không sao, không cả. Sao cả. Bây giờ anh thích em... đất em thuộc giàu. Không phải luôn. Bây giờ em sẽ giới thiệu một đền người. Bù. Một đền bù. Một sự đền bù. Dân thể thao đúng không? Một anh. Dân thể thao. Đá banh định. Hàng đầu thế giới. Bảo đảm tiếng vô. Còn gì bằng nữa đúng không? Dạ. Đây là một món quà bất ngờ dành cho chị ngày hôm nay. Trời ơi, thích quá à. Xin được giới thiệu nghệ sĩ. Đừng nói tên, giới thiệu ra luôn đi nè. Đi nghệ sĩ đó thôi. Nghệ khỏi, sĩ khỏi. Chị ơi, chị không sao, không sao. Xíu rồi. Trời ơi, không sao, không sao, không sao. Trời ơi. Chị ơi, chị chạy được lửa. Sáu muối, sáu muối. Sáu muối, sáu muối. Vô đây, cho em tỉnh lại đi. Bây giờ anh xuống anh hết chắc 20 cái cho chị Hương. Bây giờ tôi lên nhiều lắm. Làm cái cho mấy đứa nhỏ nó vui. Xuống thì được rồi, cái lên thì sao? Lên không được, lên không được luôn. Em kéo tiếp cho. Ủa sao lên không được vậy anh? Tại cái bụng nó xào quá hả? Nói gì nói, chị cũng tôn trọng dù gì cũng bậc đàn anh của chị. Cho nên chị quyết định là chị đi về với Nhan Phúc Vinh nha. Đi về hả? Chị không muốn đổi người. Dạ thôi, mời anh về luôn dạ. Rồi Tuyến về luôn. Rồi nhìn hợp đôi dễ sợ luôn, trẻ trung. Anh mới nói gì vậy Sùng? Hợp. Rồi cái con sao? Trẻ trung. Lời giả dối vậy vẫn không, nói được. Anh nhìn sau lưng mà, tại đội cái nón đó thì trẻ trẻ người ta mới đội. À. Ừ chứ nhìn đằng trước. Nhìn rất là hợp. Rất hợp bây giờ. Trẻ trung năng động. Trẻ trung và xin được chào mừng tất cả mọi người đến với tần số Tình yêu. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Chương trình rất là quen thuộc. Đúng 21 giờ 40 phút tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7 là chúng ta có cơ hội gặp nhau và để xem những nhân vật khi mà đến với chương trình này có xe duyên được với nhau hay không. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chào đón hai bạn nữ và nghe đồn là hai bạn đó cũng đẹp lắm. Hơn Buka. Không cần nói cái câu đó đâu anh. Cái ai cũng biết rồi đúng không? Cái vé em bỏ đi. Tại vì cái bạn này đã làm cho anh Nhân Phúc Vinh phải ra đây tập thể dục cực lực để mà lấy lòng, thì là mấy người đó phải rất là đẹp đúng không? Vậy là hai người, một người cho Nhân Phúc Vinh, một người cho người lại ông địa. Không anh không. Không luôn hả? Anh là của em rồi. Chúng tôi tần số với nhau đã được rồi, mọi người vỗ tay cho hai bạn nữ rất xinh đẹp ngay sau đây. Con gái xinh là có thiệt ngang. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào các anh chị trong tổ tư vấn. Xin chào hai anh chị MC. Tổ tư vấn nha. Như tổ dân phố vậy đó. Nghe tổ tư vấn nghe nó dễ thương á. Hôm nay em thấy hai tổ này sao? Hai tổ này em thấy em chìm quá. Sao chị? Sao chìm vậy? Em đẹp lắm á, xuất sắc mà. Dễ thương. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nhà Nguyễn. Năm nay em 20 tuổi. Cá tính, vui nhộn. Cô sinh viên chuyên ngành du lịch khách sạn chưa khi nào ngừng thu hút ánh nhìn từ những người đối diện. Cũng bởi cô gái ấy rất vội giả vờ nên chẳng ai hiểu được rằng phía sau nụ cười đó là cả một khoảng trời bơ vơ. 20 tuổi, đi qua một đôi chuyện tình gà bông nhẹ nhàng, đủ đông đầy cảm xúc để có thể yêu anh một cách bình thường. Mỗi ngày trôi qua, biết tim mình còn nhiều niềm thương. Và sở thích của em là ăn kem, ăn nem và xem phim. Và em có một câu em luôn mang bên mình, đó là xinh đẹp là một lợi thế. Đấy là một kỹ năng, mình không có cái lợi thế thì mình bù lại được cái kỹ năng.
Và hôm nay em đến đây để em vứt bỏ cái kỹ năng của em ạ. Wow. À, bạn nói chuyện mà bạn run lắm, không biết làm sao run bạn quá. Run. Đã bao giờ lên truyền hình giống như vậy chưa? Em có lên rồi nhưng mà tại vì đây là một chương trình tìm mà cái người mà hợp với mình, hợp với em ạ. À. Cho nên là em hơi run. Bao lâu rồi chưa yêu mà tới bây giờ mà tìm người yêu là run? Từ năm em học lớp 12 đến bây giờ ạ. Là bao nhiêu là năm rồi? 2 năm. 2 năm. 2 năm. Mời bạn giới thiệu về mình. Em xin chào tất cả mọi người, xin chào bốn anh chị trong ban bình luận và xin chào tất cả khán giả đang ở đây ạ. Rồi. Em tên là Kim Thanh, hiện tại em đang là huấn luyện viên cá nhân gym và yoga. Em hiện tại 21 tuổi. Hết mình trong phòng tập, dành trọn vui buồn trên sàn đấu. Nhưng sâu bên trong vóc dáng thể thao mạnh mẽ, vẫn là một cô nàng cùng thiên bình kiêu sa, ôm trái tim sợ yêu. Chỉ vì lỡ bước qua mối tình đầu nhiều tiếc nuối mà từng chối bỏ cả bình minh. Em thật lòng muốn có một mối tình kéo dài từ năm này qua năm khác, để thanh xuân này anh đã bước vào và không bao giờ trở ra nữa. Trời ơi, nghe huấn luyện viên bởi vậy nãy ông này cũng nắm thông tin ra hết đất như là ai ép ông vậy đó. Chưa cái gì trơn là thấy có người tư tiên. Vinh ơi, nhưng mà với ngoại hình này em nghĩ anh hít đất cũng không ăn thua, phải có nước tăng lực thêm này nọ. Đó, anh nghĩ là anh Sơn đang rất cần luôn á. Theo em thì cái bụng của anh Sơn sẽ mất bao lâu để tập mất cái bụng đó? 3 tháng. 3 tháng rồi anh Sơn. Biết dịp tiên không? Dạ. Biết không? Dạ. Cái thân hình anh dịp tiên tập bao 3 lâu năm. Thì nó ốm? 3 năm. 30 năm, ca đó là không có cách nào luôn. Dạ, không có cách luôn hả? Bích cửa rồi hả? Thôi bỏ đi, mình qua chuyện khác đi. Tại em lo cho gia đình em quá. Mình đã cô đơn, mình đã FA bao nhiêu lâu rồi? 3 năm rồi ạ. Cũng khá là lâu đó. À, mối tình đầu tiên là năm em còn học lớp 12, lúc đó là thích nhau thôi. Kết thúc lớp 12 thì em tập trung để cho công việc. Và bây giờ thì mình cảm thấy mình sau 3 năm đó mình cần một cái tình yêu, một người bên cạnh để chia sẻ an ủi, cho nên mới đến với chương trình Tần Số Tình Yêu. Dạ đúng rồi. Vậy thì mời hai bạn về vị trí để chúng ta xem ngày hôm nay bốn chàng trai có cùng tần số với hai bạn không nha. Xin mời ạ. Bạn đã đến với vòng 1 của chương trình được mang tên Ấn Tượng Ban Đầu. Chúng ta sẽ được gặp gỡ bốn chàng trai. Xin mời. Ta-da. Như nhau luôn á, coi như là không có một cái dáng nào đặc biệt hết. Các bạn chỉ ngồi trên ghế một cách rất là thoải mái thôi. Mặt chân co chân duỗi. Chị nói xong cái chàng trai số 1 giơ lên liền. Tạo dáng con gái cho tụi chị hết hồn quá nè. 1, 2, 3, vô. Vô. Bắn tim, bắn tim nè, số 2 nè. Bắn tim, bắn tim nè, bạn kia làm cái gì ạ? Bắn số 2 là Nguyễn Ngọc Khủng Long luôn. Đâu, làm nửa trái tim. Nửa trái tim. Nửa trái tim hả? Làm nửa trái tim để ráp nửa trái tim ở đây. Đó. Cái đầu óc nghĩ tới con khủng long. Hồi nhỏ em thấy có cái đèn rồi rọi vô tường á. Em làm con khủng long nè, đó. Con rắn nè. Sau khi mình đã thấy được hình dáng rồi, bây giờ mình sẽ nghe giọng nói nha. Xin mời chàng trai đầu tiên. Em tên là Phú, năm nay em 23 tuổi. Và công việc hiện tại của em là lễ tân và mẫu ảnh tự do. Sở thích của em là tập gym và đi du lịch. Mẫu ảnh tự do, vậy là cao lắm. Cao 1m mấy em? Dạ em cao 1m79 gì. Trời ơi, 1m79 luôn. Cho chị 9 cái phân dư đó được không? Chị 6 phân, em 3 phân cũng được. Em cao mét mấy? Em mét 8 ạ. Ngon rồi. Số 2 cho em mét được không? Về kêu Tiên cho. Tiên còn ăn đi xin người ta không, 1 mét cho mấy phân à? Không có cho phân nào mà cho mỡ. Số 2. Thôi bây giờ chúng ta đến với bạn số 2. Xin chào các mọi người ạ. Em tên là Nam ạ. Em đến từ thành phố Hải Phòng ạ. Hiện tại em là người mẫu ảnh và cũng là diễn viên tự do. Tới từ Hải Phòng, xứ sở của hoa phượng đấy. Thật ra là gốc em Hải Phòng nhưng mà em cũng sống ở Hà Nội ạ. Hà Nội hát hay lắm á. Đúng rồi. Nếu mà Hà Nội hát hay thì giọng em lại ngược lại đấy ạ. Hát hay không bằng hay hát, hay là mình hát nhẹ một câu được không? Em hát rất sợ cái sân khấu này sập mất ấy. Không sao đâu, Buka hát dở cỡ nào mà vẫn không sập mà. Làm liền câu em. Buka sẽ hát cái bài chủ đề của chương trình nha. Chọn con tim hay là nghe lý trí, chọn yêu em hay chọn phút giây biệt ly. Yêu em tập thể dục cái gì? Mời bạn hãy tự tin lên nào. Chọn con tim.
chọn con tim hay là nghe lý trí? Hay là nghe lý trí. Chọn yêu anh hay chọn phúc gia bình yên? Chọn yêu anh hay chọn phúc gia bình yên? Thôi chị thấy miễn cưỡng không có hạnh phúc đâu em ơi. Miễn cưỡng quá không hạnh phúc đâu em ơi. Không phải cái người mồi nè, người mồi hát sai quá luôn. Mình chơi kia mất tâm. Không phải đó. Bây giờ hỏi ngược em này. Em này mới không có sống ở Hà Nội nè. Em ơi em sống ở đâu em? Hải Phòng. Em sống ở Hà Nội ạ. Sinh sống ở Hà Nội luôn. Dạ. Và em rất thích là những người ở Hải Phòng ạ. Tại sao? Chưa gì thả nhau à, thả thính nhau luôn. Tại sao vậy em? Bởi vì đơn giản là em có nhiều bạn ở Hải Phòng và những người bạn đấy rất là tốt ạ. Em nghĩ người Hải Phòng ai cũng tốt bụng hết cả. Chưa gì mà thấy câu thả thính nhẹ rồi. Dạ. Em ơi, em cũng là người mẫu ảnh, em cao 1m bao nhiêu? Em tầm gần 1m8 ạ. Mời bạn số 3. Em xin chào mọi người ạ, em tên là Mẫn, hiện tại em là vận động viên bóng rổ. Dạ đó, coi bóng rổ là mọi người cao không vậy chị? Bóng rổ là cao lắm. Chương trình làm nhục em hả ban tổ chức? Vận động viên bóng rổ đang chơi cho đội tuyển hay là chơi bán chuyên em? Dạ hiện tại thì em đang chơi cho quận Phú Nhuận. Cao bao nhiêu đi, hỏi cao luôn đi. Cao bao nhiêu? Mét bao nhiêu? Dạ em cao 1m83. Trời ơi. Cao quá hả? Em có thấy em nói cái chiều cao của em lên cả cái phim trường thất thanh hai chữ không? Giờ tôi lăn lo cho ông số 4 nè. Em thấy anh số 4 là cũng cao cao lắm á. Giống như là chương trình mời 4 bạn nam đến đây là dập anh xù hay sao? Không. Em thôi đi. Em ơi, vận động viên bóng rổ là em học trường thể dục thể thao của mình ra hay là sau này em thấy em cao rồi em mới chơi? Dạ em học thể dục thể thao luôn rồi. Thể dục thể thao luôn. Cái gì quy chương gì chưa cân thành tích gì không, show cho người ta ngã nhẹ đi cân. Dạ giải bạc đồng đội với chị về đại hội thể dục thể thao cấp thành phố. Ủa mà sao chương trình ăn rảnh nó rỗi kiếm đâu ra được, ông nào ông nấy ngồi đụng cái khung hình luôn vậy. Em 83 ngồi thẳng lưng lên cho chị đụng khung hình coi, thẳng lưng lên. Số 4 à, em chia sẻ nhiều hơn đi. Bạn em. Bạn tên gì vậy bạn số 4? Dạ em tên là Tiến Anh, năm nay em 23 tuổi mà không có ai theo đuổi đó nên em đi tham gia chương trình em kiếm một nửa. Em cao 1m nhiêu? Dạ em cao 1m82 ạ. Nghỉ khỏe luôn đi. Thôi tôi đi về luôn đi chứ mệt quá. Thôi đi về anh ơi. Em anh đi về đi chứ mệt vậy. 1m78, 1m79, 1m83, 1m82. Xin trân trọng. Dạ, hai anh em tôi cộng lại mới bằng. Ba đó nữa, đi về luôn rồi mình đi về. Anh hai cười quá. Người ta anh không có tự tin trên cuộc đời này thôi, tại hai anh là đàn ông. Còn những người cao người ta rất thích phụ nữ thấp thấp nhỏ nhỏ. Thôi để sao người ta đâu che ba. Chở người ta bảo bọc. Thôi em sao? Em làm cái nghề gì mà em cao 1m82? Giờ em là người mẫu ảnh với diễn viên tự do. Trời ơi, thôi người đẹp không? Ở trên kia cao quá rồi, còn các bạn nữ ở đây làm sao? Các bạn cao bao nhiêu để coi có hợp không nè? Nhà em cao 1m8. Ơi, em cao 1m6, các anh có che chở được cho em không? Bắt đầu từ anh số 4 đi. Giờ em không ngại che chở, em chỉ cần lý do thôi chị. Chỉ cần lý do thôi chị. Che chở được thả em nè. Dạ được ạ. Chỉ cần cùng tần số thì em có thể che chở được hết rồi. Đó, cùng tần số là được luôn. Hai mươi công ty chắc che được ạ. Rồi số 1 ơi, em có che chở được cho 1m6 không? Dạ em tập gym mà chị nên cái đó em không có ngại gì hết rồi. Dạ. Chẳng những che chở mà còn nâng đỡ được luôn á phải không em? Bạn này cao nè. Cao bao nhiêu nè? Em cao 1m65. 65. Gái 65 là cao đẹp rồi. Vô với 1m8 là hợp lý. Hợp lý. Đúng rồi, mà bạn là gì? Tập gym và yoga nữa. Quá hợp với bạn số 1 rồi, thấy cùng tần số không? Chưa? Ngon à, hai chồng đi dạy chung. Để lên số 3 hơn. Tại trước em cũng vận động viên. À, tại lúc trước bạn cũng là vận động viên bóng rổ hả? Dạ không, em là vận động viên quốc gia thể dục nghệ thuật. Vận động viên quốc gia luôn. Wow, vận động viên quốc gia nha, vận động viên bóng rổ ơi. Em có việc tung cái banh qua. Ở đây nhào ba vòng chụp cái banh giùm em đó. Mà quăng cái nào là dính cái đó đó nha. Chưa gì thấy là ngon rồi, bây giờ mình coi ốp lưng. Rồi, xin mời. Và số 1. Dạ, search của em đơn giản lắm anh. Một màu đỏ. Màu đỏ hả em? Màu đỏ chung thủy. Em màu đỏ. Rồi bây giờ hả, hỏi màu đen đi. Màu đen ơi, tại sao em chọn màu đen mà em không chọn màu đỏ? Vì em thích màu đen, màu trắng, màu xám và màu đỏ. Thích nhiều quá vậy ông? Mà em thích màu đen nhất hả? Dạ, đúng rồi ạ. Cái ốp này là em tự mua hay ai mua cho em? Em tự mua. Số 3 em người rất nóng tính đúng không? Dạ không ạ. Anh đoán là bởi vì khi mà em ném rổ, em ném banh không vô là em tức ra là em đập điện thoại kìa, nát mấy cái góc điện thoại kìa. Dạ cái đó xui rồi. Rớt, nhiều khi rớt rồi Vinh. Vinh nhạy cảm không, quá đi, người ta hiền bóng, như vậy. Bóng rổ là cao 1m83, đập cái điện thoại này còn cho cầm mà. Nghe thầy chưa? Tới bọn em nè, được cơ hội tâm sự với bốn chàng trai, muốn hỏi cái gì thì hỏi.
đấy. Cho em xin phép được hỏi anh số 3. Dạ. Anh có thích con gái không biết nấu ăn không? Thì con gái không biết nấu ăn cũng được, tại vì mình nấu ăn cũng ngon lắm. Cho em xin phép được hỏi anh số 1 ạ, là gia đình anh có bao nhiêu người ạ? Gia đình anh có 3 người, bố, mẹ và chị. Anh có thể cho em cơ hội làm người thứ tư nhà anh được không? Trời ơi. Cái màn thả thính mà gọi là cá tính quá. Em hỏi thì thôi, hỏi lại phải dính dắt. Thính mà đâm thẳng vô nhà người ta luôn á. Thính bao dính mà. Rồi con hấp lên rồi, ai cũng thích hết rồi. Bây giờ cho coi đằng trước màn hình đi. Dạ màn bây giờ đó. Chương trình sẽ có một gợi ý nữa. Chúng ta sẽ xem được màn hình khóa của 4 chiếc điện thoại. Xin mời. Cần người ngoan hứa sẽ nuôi. Ủa em ơi, cái này là em để là khi mà tham gia chương trình rồi em đặt, hay là em để đó để có thể mỗi ngày rồi mình coi rồi mình học theo câu này? Thì em để đó lâu rồi anh ơi, em thả thính hoài mà không ai dính hết trơn á. Em lộ quá à, thả thính cũng cần nghệ thuật chứ. Sao bây giờ em phải post lên là kiểu như là có bồ hay là yêu đương gì đó, thì mấy đứa mà đang gọi là crush em á, mấy đứa đang theo đuổi em á là nó mới tấn công em. Đúng nhiều rồi, hơn. Đúng rồi, nó có một cái thử thách gì đó. Em quăng ngược lại là sẽ dính. Đó, em thấy chưa? Em thấy kinh nghiệm của anh Vinh và chị Tuyến chưa? Tới tuổi này họ vẫn chưa có ai, em thấy chưa? Kỹ đi, cái chữ như vậy con gái sẽ rất thích. Tại vì Tuyến á là thành đạt, mà cái tuổi cô Tuyến là cần cái người nó phải điềm đạm, còn ham mấy nên để những cái câu này dễ thương không? Hay anh cực. Ơi, em cần người nuôi hứa sẽ ngoan. Đó. Chịu không sao số 4 nè, ở trong số 4 sao nè? Chịu luôn anh ơi, ế quá rồi. Trời ơi. Em ấn tượng với ai nữa? Thanh. Em thì ấn tượng với màn hình của anh số 3, tại vì em thích màu xanh. Em cũng thích màu xanh lắm chị. Vậy là cùng tần số với nhau rồi đó. Tinh thanh nữa là xanh luôn. Dạ. Mình đã nghe được giọng nói, thấy được vóc dáng, cũng như là xem úp lưng, xem màn hình rồi. Thì chúng ta sẽ nói lên người mà mình yêu thích nhất đúng không? Ấn tượng nhất ha. Người mà mình ấn tượng nhất. Nhưng trước khi đến với điều đó thì mời các bạn nghỉ giải lao trong ít phút, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Quay trở lại với tần số tình yêu. Ngay giây phút này thì sẽ là sự quyết định của hai cô gái ngồi đây. Em rất là mê trai và em dễ bị thả thính. Em quyết định giữ lại anh số 4 ạ. Rồi. Số 4. Vậy thì còn Thanh? Em thì vẫn một lòng một dạ hướng về anh số 3. Thủy và anh số 3. Một lòng một dạ luôn. Thể thao với thể thao. Dạ. Nhưng mà chúng ta vẫn còn một sự quyết định nữa. Xin mời bạn cố vấn. Mời Tuyến, em là con gái. Em được mời chị. Em thì vẫn một lòng một dạ chọn bạn số 2. Anh Sơn. Anh chọn số 1. Em theo anh Sơn, em chọn số 1. Còn anh Vinh? Anh thì anh ngồi chung chi Hương thì anh cũng không có tiếng nói gì hết á. Anh xin nghe theo chị hết. Trời ơi. Nhờ có bốn chàng trên kia mà tự nhiên giờ tôi có số má trên chàng này. Vậy thì chúng ta đã có sự quyết định là chàng trai số 1 sẽ được giữ lại. Em số 2 ơi, có gì lát họ lấy Facebook của chị nha. Bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ chàng trai số 2 để coi anh ấy là ai và tại sao anh ấy lại ít nói, khép nép, rụt rè đến như vậy. Xin mời bạn. Nam từng đọc được ở đâu đó viết rằng tình đầu là thứ tình cảm rực rỡ đến độ bạn cứ ngỡ đây sẽ là tình yêu cuối cùng. Nhưng vì chúng ta đều cùng quá trẻ, chẳng dễ dàng gì để nhận ra thế nào là đúng người sai thời điểm. Cho đến một ngày không có hờn giận, không có cãi vã, hai đứa cũng vì thế không còn có nhau. Cô bạn 9X đeo kính cận, Nam đang kiếm tìm. Nếu đã cô chung tần số cô đơn rồi, sao chẳng xuất hiện để Nam nói lời yêu? Trời ơi, đẹp trai ngời ngời như vậy mà không chọn người ta. Đẹp hết luôn, bốn chàng ở trọng á. Có điều gì muốn nói với mọi người không? Tại vì mắt em hơi cận cho nên là em không nhìn rõ được. Em cứ chào lại các bạn. Chào mọi người. Cũng như các anh chị lớn tuổi đấy ạ. Mình có cận á, mình cũng chào tất cả mọi người, những anh chị, được rồi, đừng có lớn tuổi hoặc nha. Là mấy em, được rồi em, không sao hết trơn á.
Ok, em rung quá, chị lên đứng cho em có tinh thần nha. Nãy không ai chọn em hết. Nè, lên nè. Đừng rung chạm con người ta nha. Bạn rất là rung. Lúc đi phỏng vấn có rung không? Có. Bạn là một người rất là nhút nhát, nhưng mà bạn cũng cố gắng vượt qua cái nỗi sợ. Thì cái điều đó nó gây ấn tượng cho em rất là mạnh. Thì em nghĩ là một người đàn ông này sau này dù cho có khó khăn gì trong cuộc sống, nhưng mà nếu như cái tình yêu đủ lớn thì chắc chắn họ sẽ hy sinh vượt qua tất cả. Thôi hợp quá, gì nữa, gả luôn đi chứ sao nữa. Được một cái sự ủng hộ của chị Tiến như vậy thì bạn có thấy đỡ rung hơn chưa? Đỡ hồi hộp hơn chưa? Cũng đỡ rồi ạ. Thực sự là tham gia chương trình em cũng có một cái thiếu sót là hơi run với lại... Chị Tiến ơi, nắm tay bạn đi cho bạn đỡ hồi hộp được không? Chị nắm tay em có bớt hồi hộp không? Với lại sao em? Em bị nói gì mà em quên mất rồi ạ. Thôi để đàn ông con trai người ta nói chuyện với nhau. Để đàn ông trai người ta nói chuyện với nhau. Nè, giờ ra. Chị thấy cái sức hấp dẫn của người ta chưa? Sức hấp dẫn kinh khủng. Phụ nữ là đắc đối em à. Đây, dàn ra. Đã có những người đàn ông cạnh em. Bây giờ nhường lại sân khấu. Trước là mình có người yêu chưa? Rồi ạ. Lần sau mà em quen được người đó? Tình cờ. Tình cờ gặp nhau ở đâu? Như chửi nhau rồi mới quen. Đó, chửi nhau mới quen, vậy là có kỹ năng chửi nha. Vô tình người hai đứa lại có Facebook của nhau luôn ạ. Rồi xong cái ai là người nhắn tin trước? Em nhắn cái gì? Chào bạn, mình xin lỗi lúc chiều cái gì đấy rồi. Trời ơi. À tức là em đụng người ta từ lúc buổi chiều rồi tới tối em về em mới xin lỗi. Ở cái nhịp em nó chậm như luôn á hả? Lúc nãy em đang đi ngoài đường ạ. Bận, người ta bận tập trung xe cộ về, người ta mới tập trung xin lỗi sao? Vì sự bối rối của em mà tụi anh cũng bối rối luôn. Đúng rồi. Nhưng mà anh hy vọng rằng là với những gì mà em chia sẻ thì sẽ giúp cho các bạn có chung tần số với em, sẽ tìm thấy em và sẽ có một cái tình yêu trong tương lai nhé. Tất cả sẽ có trong tần số tình yêu phát sóng vào lúc 21:40 thứ sáu hàng tuần, bắt đầu từ 29 tháng 6 trên kênh HTV7.